Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Chùa này không thấy bóng nàng, Bồ đề chẳng muốn nở hoa, dòng kinh còn lưu bàn chứ.
bị ngàn phù lên mấy thu. Hồng trần hôm nay xa quá, ai ố không thể giải bày. Hỏi người ra đi vì đâu, chắc chắn không thể quay đầu. Mộng này tan theo bóng phận, trả lại người áo cà sa. Vì sao đồ ta không đồ là? Vì người hoa thời hữu ý, khiến nước chảy càng vô tình. Một thuở hoa niên hợp tan, tiếng mõ xưa rung.